Kính thưa quý vị, đây là quang cảnh đang diễn ra tại Ủa sông gì qua cái kia rồi? Sông Metro. Metro của thành phố Sóc Trăng. Lâm đang đứng ngay chỗ vị trí và về đích của đường đua quý vị. Dự chứ mấy cụ bắp này không phải. Ừ đúng rồi đó. Trời ơi trời, anh lỗi xong nó chìm ngủ. Thấy đâu quay. Yo, what's that?
Rồi cho chàng khoảng tay ơi. Ông Dương hả? Ông Dương Tà La không? Không phải Dương Hậu. Rồi liên hàng bản kỹ ma tay kiện được ngon đi ơi nam mây dòng loại hết trơn mới tới nữ tại vì nữ lấy ghe có bốn ghe là lấy cô ghe của nam mây đúng không đúng rồi. Sau đây xin giới thiệu với mọi người cái không khí ở ngoài khán đài chính. Diễn ra cuộc đua đó quý vị.
hay chỗ nào với chú? Bạch xuất phát á. Xuất phát. Chút nữa hả? Dạ, cảm ơn. Quạch xuất phát nè quý vị. Đây là quang cảnh ở chỗ quạch xuất phát đó quý vị. Đây còn nữa.
này mình đi thẳng ở đâu có đường qua bên kia đâu phải không chú? Không có rồi. Nhưng quẩy quẩy cũng quay mượn lên thôi đúng không? Dạ. Thương thịt uống. Đây đúng rồi. Chúng nhìn cái. Nghe nghe đàn anh.
cái bến xuất phát điểm đầu của đua ghe ngò quý vị.
ngày mai ở đây thì bị chặn đường thì không có cho vào nữa, chỉ cho đi bộ và gửi xe ở ngoài này thôi quý vị, ở trên đường Lê Duẩn á. Thưa quý vị, đây là đường xuống sân vận động ngay cái chỗ mà cái khán đài để mà kế hoạch về đích đó quý vị. Quý vị, đây là khán đài chỗ hoạch về đích.
dưới Phước Phát quý vị. Đây vị trí xuất phát nè quý vị. À ở đây các anh đang thư giãn rồi. Xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.